Được sống trong nhà cao cửa rộng như vậy, không biết là cô có cảm giác như thế nào ha? Chắc là tôi không cần phải trả lời những câu hỏi kiểu này của chị đâu ha. Không cần nói cũng biết, một đứa con gái nghèo khổ lớn lên trong khu ổ chuột như cô, thì bỗng chốc bây giờ được ở một nơi như thế này thì dĩ nhiên là xuống mê rồi. Tội nghiệp. Hình như là chị nhầm rồi đó. Chứ người đáng thương và tội nghiệp ở đây á phải là chị mới đúng chứ. Nhận thức của cô có vấn đề à. Tôi xuất thân là gia đình trăm anh thế phiệt, học vấn cao, địa vị xã hội cũng không thấp. Thì đó, chính vì á chị có nhiều thứ mà người khác ngưỡng mộ, nhưng mà bản thân chị á lại không trân trọng những điều đó, mà cứ suốt ngày phải khổ sở chạy theo những cái thứ không thuộc về mình. Như vậy không phải là đáng thương sao? Một lần nữa tôi nhắc cho chị nhớ nha, tôi chưa từng làm gì xúc phạm đến chị, mà tôi cũng không tranh giành bất kỳ thứ gì với chị hết. Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng. À, tôi quên, hình như tôi chưa xin lỗi cô đúng không? Chuyện hôm trước tôi với anh Hiển có hơi quá chén, chắc là làm phiền cô cũng không ít rồi ha. À, mà tôi cũng không muốn đâu, do ảnh cứ níu kéo thôi. Mà một người đàn ông mới cưới vợ lại đi tìm tới người yêu cũ uống rượu như vậy, thì chắc hẳn mối quan hệ vợ chồng đó có vấn đề gì không bình thường rồi ha. Vậy là chị lại không hiểu rồi. Cái gì á đứt thì đã đứt, có cố nối lại thì cũng không thể như xưa được. Cái gì đã qua là qua, có cố nhớ nhung á thì cũng chỉ là hoài niệm và tự chuốc lấy khổ đau thôi. Mà huống hồ gì á, anh Hiển còn chưa từng coi chị là người yêu nữa mà. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thật.